tuổi 60, sống chung với con sợ nhất điều này mà không dám nói ra. Tốt nhất là ở riêng cho thoải mái. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, ai sinh ra rồi cũng sẽ đến lúc tuổi già. Tuổi già hầu hết đều giảm dần sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Chân tay run rẩy, chậm chạp, mắt mờ kém, bệnh tật hay tái phát. Đau yếu, lúc nhớ, lúc quên. Tới lúc đó ta mong chờ nhất điều gì? Có lẽ phúc đức lớn nhất dành cho những người ở tuổi xế chiều đó là được sống hạnh phúc viên mãn, đủ đầy cả về sức khỏe, tinh thần lẫn vật chất. Con cháu đề huề ở cạnh gần bên chăm sóc hết mình. Có thể nói, đây chính là sự sung sướng, có hậu ở tuổi già mà bất kỳ ai cũng mong chờ. Thế nhưng, có vẻ cứ sống cùng con cháu thì người già sẽ hạnh phúc. Quý vị đang xem chương trình chắc hẳn cũng đã có được cho riêng mình câu trả lời. Rằng ngoài yếu tố sum vầy đông vui, còn lại thực tế người già có quá nhiều áp lực khi ở cùng con cháu. Thậm chí, những áp lực này còn trở thành nỗi sợ chồng chất khi họ nặng trĩu tâm tư, không biết trò chuyện, giải bày cùng ai. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây để cùng suy ngẫm rằng khi sống chung với con cháu, người già sợ nhất điều gì nhé? 1. Không được thoải mái, lo sợ con cái đối xử không công bằng. Sau khi về hưu, người già thường rảnh rỗi vì không vướng bận công việc, con cái cũng đã lớn. Lúc này, họ sẽ thường chủ động dọn về sống chung với con cháu để tiện cho việc giúp đỡ, chăm sóc con cháu với mong muốn gánh vác bớt áp lực. Dẫu biết ý định là tốt và không sai, nhưng việc làm này có thể đem đến kết quả không như mong muốn. Quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng khoảng cách mới tạo nên cái đẹp? Khi hai thế hệ không chung sống dưới một mái nhà lại có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận. Bởi lẽ, không cùng chung một thế hệ nên có sự khác nhau về tư tưởng, suy nghĩ, lối sống. Do đó, việc sống chung có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Một khi mối quan hệ trở nên tồi tệ, cha mẹ và con cái sẽ rất khó lòng nói chuyện để bày tỏ lại tình cảm. Để có được tuổi già an nhàn, thanh thản, bạn không nên can dự quá nhiều vào cuộc sống của con cháu, chứ đừng nói là sống chung dưới một mái nhà. Khi một ranh giới vô tình tồn tại, đôi khi lại giúp mối quan hệ được duy trì hài hòa, bền lâu. Có một câu nói như thế này, nhà của bố mẹ cũng là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của bố mẹ. Thay vì mệt mỏi trong nhà của con cháu, chẳng những không được con cháu biết ơn, mà ngược lại, bạn còn có thể nghe những lời nói càm ràm trách móc. Vậy nên, để tuổi già được an nhàn thảnh thơi, người già chỉ nên lâu lâu ghé thăm nhà con cháu trong 1-2 ngày, giúp khi con cháu cần, chứ không nên quá can thiệp vào đời sống, quyết định của con cái. Với những lý do để kể trên, không quá khó để nhận thấy rằng hiện nay nhiều người già thường chọn ở riêng, không chọn sống cùng con cháu. Để biết được lý do vì sao, mời quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình cùng chiêm nghiệm câu chuyện sau đây. Ở cùng với con cái tốt thôi, có gì nó lo cho? Bà Nguyễn Thanh Tâm luôn nghĩ như vậy, nên khi con trai mời mẹ lên Hà Nội ở cùng con cháu, bà vui vẻ nhận lời. Sau 2 năm dịch bệnh, các cháu đã đến trường, trở lại giúp việc cũng không phải thuê nữa. Con trai và con dâu hứa rằng mỗi năm mẹ ở vài tháng với chúng con, rồi lại về quê với họ hàng, làng xóm cho thay đổi không khí. Con cái nó hiếu thảo là điều hạnh phúc, không có hiếu thì ít thôi, số đấy không phải nhiều, bà Tâm nói. Được sống cùng con cháu, bà Tâm vui lên rất nhiều. Cả nhà 4 người con trai, con dâu và 2 cháu nội cứ 7 giờ sáng là ra khỏi nhà. Bà Tâm một mình với căn nhà chung cư tầng 8, rộng 75m². Ưu điểm là ít gặp nhau nên cũng chẳng có va chạm gì. Cứ khác là ở nhà của con, nhưng chính bà phải giữ kẽ với con. Giữ kẽ là khi mình muốn tham gia ý kiến gì đó, nhưng sợ con nó lại không ưng. Mình già sống khác với bọn trẻ. Ví dụ, mình muốn ăn uống ở nhà cho đỡ tốn kém, nhưng bọn trẻ nó lại thích ăn nhà hàng cơ.
Những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bà Tâm gói ghém lại, lâu dần thành những tâm tư khó chia sẻ với chính người trong nhà. Bà Tâm từng thấy mình lạc lõng ở bàn ăn của những nhà hàng ăn nhanh trên con phố sầm uất ở Hà Nội. Bọn trẻ vui đùa như được tham dự lễ hội. Con trai và con dâu thì phải theo sát đám nhỏ. Bà tập ăn gà tráng, uống một ngụm nước có ga, theo gợi ý của con trai. Bà muốn tự nấu ăn, cơm trâu vào muối vừng thôi cũng được. Cô đơn là kẻ thù của người già. Ông Phùng Minh Hải ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng chọn sống với con cái từ khi về hưu. Người giàu còn có tiền thuê giúp việc, chứ mình thì sao được, ông Hải nói với phóng viên. Ở tuổi 75, ông Hải không còn tham gia công tác ở phường nữa. Các cháu cũng đã lớn và không còn chờ ông nắm tay đưa đi chơi công viên. Từ khi bà mất, sự cô lẻ lại nhân lên gấp bội. Các con bận rộn với công việc, ít có thời gian trò chuyện, kết nối với bố mẹ. Con cháu cũng nhiều loại, xã hội phức tạp, nhiều lối sống, đối xử với bố mẹ không ra gì. Xã hội mỗi người một hoàn cảnh, ông Hải nói. Khi đang đi dạo trong công viên, ông từng phản đối ai đó muốn đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Chẳng gì bằng ngôi nhà thân quen của mình và những người thân. Còn giờ đây, ông lại nghĩ, có tiền thì vào viện dưỡng lão vẫn hơn. Trải qua nửa năm sống ở Hà Nội với gia đình con trai, bà Tâm tính chuyện sẽ về nhà. Thứ nhất là vì nhà chật, đó là cái quan trọng. Thứ hai là ở riêng cũng có cái tiện là mình không ảnh hưởng đến bọn trẻ. Bà Tâm dự định sẽ nói lý do đó với gia đình con trai để về quê trước Tết dương lịch năm nay. Bà đã chuẩn bị cho mình một khoản tiền để sau này không thể đi lại được nữa, trông cậy vào con cháu nhưng cũng đỡ một phần gánh nặng tài chính. Ông Hải vẫn thường đi bộ một mình ở công viên, thi thoảng nhặt vỏ kem, vỏ kẹo để bỏ vào thùng. Ngày còn trẻ, ông bà vẫn thường dẫn con ra công viên chơi. Cái thời khó khăn đến đây là một phần thưởng. Khi con được phiếu bé ngoan hay có thành tích nào đó, giờ đây chẳng có phần thưởng nào cả, mà ngày nào ông cũng đi bộ ở công viên, vừa luyện tập sức khỏe, vừa cho đỡ buồn, chỉ mong con cái đối xử công bằng với bố mẹ. Ông Hải nói với phóng viên, trước khi ra cổng trả vé xe để trở về nhà. Thật ra, họ rất muốn nói với con cái, nhưng người con có thể ở bên mình nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Vì họ thấy cho dù nói ra rồi, nhiều khi con cái cũng khó có thể đáp ứng, bởi các con cũng như mình ngày trẻ, bận học, bận làm để phấn đấu sự nghiệp, bà Tâm nói. Vậy là họ giấu ở trong lòng. Hay, phải thật sự cẩn trọng với con cái. Quý vị thân mến, có một sự thật không thể phủ nhận rằng con cái sau khi lớn hơn, có được nhiều kiến thức, hiểu biết, lại thường thiếu kiên nhẫn với cha mẹ của mình. Do vậy, cha mẹ già bứt xác trở thành con nhím, thận trọng hơn trong từng lời ăn, tiếng nói, trong từng hành động. Vì tuổi già thường kéo theo sự chậm chạp, tay chân trở nên lúng túng, mắt không nhìn rõ, không theo kịp công nghệ. Trong khi đó, con cái ngày càng lớn, có được nhiều hiểu biết, thường mặc định rằng kiến thức đó ai cũng biết, cũng đã trải nghiệm, mà mặc nhiên quát mắng cha mẹ mỗi khi họ nhờ vả hoặc không vừa ý mình. Dần già khiến cha mẹ lo sợ mỗi khi hỏi hay là bất cứ vấn đề nào đó. Một độc giả giấu tên gửi đến cho Trần Thiện Mỹ câu chuyện trải lòng thực tế của mình, nguyên văn như sau. Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi để hướng dẫn cho bà cách tải các ứng dụng. Sau đó khi tôi chuẩn bị bật máy tính lên để tiếp tục công việc của mình, thì mẹ lại vào và nhã ý muốn tôi chỉ thêm về một phần mềm mới. Lát sau, trong khi tới lây hoay với ngổn ngang công việc, bà lại tiếp tục có cửa và nhờ tôi khách để coi lại hình mình vừa chụp. Tiếng gõ cửa làm dòng ý tưởng trong công việc bị đứt ngang. Tôi có khách hét lên. Bà nhìn tôi khổ sở, hay là thôi, khi nào con xong rồi chỉ cho mẹ cũng được. Tôi lạnh lùng đáp, cái gì không biết thì mẹ lên Google mà hỏi. Đêm khuya đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Con à, mẹ đã già, mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ rõ được điều mà mẹ đã nói. Lúc nấu cơm, có khi mẹ còn quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ được không? Những dòng mẹ viết làm mắt tôi ướt nhòe. Tôi biết mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi, nên đành cặm cụi ngồi gõ tin nhắn để gửi cho tôi. Tôi dằn vặt mình, giá mà tôi có thể kiên nhẫn hơn một chút nữa. Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về cách sử dụng điện thoại nữa.
ba đã tự mày mò cách để tải ứng dụng, cách để xem loại hình trong album ảnh. Độc giả cũng đã bồi hồi bày tỏ rằng mẹ anh đã vô cùng tổn thương. Điều đáng buồn nhất không phải là thái độ của tôi, mà là thông điệp tôi đã truyền tải qua thái độ ấy. Lời nói của tôi đã làm cho bà có suy nghĩ rằng bà đã già rồi, bà đang dần trở nên lẩm cẩm, vô dụng. Giờ đây, khi đã đủ tỉnh táo, bình tĩnh, độc giả chia sẻ nỗi day dứt, bức rứt, khó chịu vì đã vô tình làm mẹ tổn thương. Thuở ấu thơ trong mắt trẻ, cha mẹ chính là những người vĩ đại. Mẹ cha là những người luôn biết hết mọi thứ mạnh nhất trên thế gian này. Cha mẹ trong ánh mắt trẻ thơ là hai ngọn núi to sừng sững, mang lại bình yên cho đứa con. Nhưng rồi, sẽ có một ngày ngọn núi ấy không còn sừng sững, vĩ đại nữa. Đó là khi bố mẹ về già, họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, con cái thường thiếu kiên nhẫn nhưng lại rất giỏi trong việc vô tình tạo thêm vết sẹo trong lòng đấng sinh thành. Trong khi đó, bước vào tuổi xế chiều, bố mẹ dễ trở nên tổn thương hơn. Điều này đã vô tình biến cha mẹ thành những con nhím thận trọng. Dẫu biết người xưa vẫn có câu, trẻ cậy cha, già cậy con từ nhiều đời nay. Trong quan niệm Á Đông nói chung và văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói riêng, bố mẹ khi về già thường sống chung với con cháu. Thế nhưng, với hai nỗi sợ vô hình trên, trong những năm gần đây, xã hội ghi nhận sự dịch chuyển xu hướng sống mới của người già. Tuổi xế chiều khi đã lo lắng xong xuôi việc học hành, dựng vợ, gả chồng cho con cái, thì họ đã chọn cách sống cho riêng mình. Vậy nếu không sống cùng con cái, chúng ta cần chuẩn bị những gì để có được sự thảnh thơi, an nhàn và vui vẻ, lạc quan một cách tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi bỏ túi 5 vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi lựa chọn sống một mình khi về già quý vị nhé. 1. Tự chủ được tài chính. Với tuổi già, tài chính là của riêng, để an thân và an tâm. Bạn không nhất thiết phải sở hữu một khối tài sản lớn, nhưng cần một khoản tiền vừa đủ để chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần. Có tài chính độc lập không chỉ giúp bạn thấy tự tin, thoải mái hơn, mà còn có thể phục vụ cho những sở thích riêng, dự định cá nhân. Thực tế, giai đoạn bước dần đến độ tuổi về hưu dễ khiến người lớn cảm thấy bất an về tài chính, từ đó hạn chế chi tiêu cho việc khám bệnh hay đáp ứng nhu cầu giải trí, ăn uống, du lịch. Điều này dẫn đến tình trạng sức khỏe, thể chất và tinh thần đều không được đảm bảo tốt. Vì thế, để chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già, bạn cần có kế hoạch tài chính chi tiêu hợp lý, bao gồm các khoản chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt và sử dụng cho các mối quan hệ. Ngoài ra, nhất định phải có một khoản tiết kiệm để phòng thân cũng như nuôi dưỡng cảm giác an toàn, hạnh phúc tuổi già. Hiện nay, có nhiều cách để đảm bảo tài chính cho tuổi già như gửi tiết kiệm ngân hàng, tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, tham gia bảo hiểm nhân thọ mang đến nhiều lợi ích thiết thực để tạo nền tảng cho hạnh phúc tuổi già, từ đó lan tỏa niềm vui cho con cái và toàn thể gia đình. 2. Làm quen với công nghệ. Công nghệ thông tin không chỉ là đặc quyền dành cho giới trẻ. Ngược lại, người lớn tuổi cũng có thể và cần thiết phải tiếp cận với công nghệ mới để thêm gắn kết với người thân, con cháu, cập nhật tin tức cũng như đáp ứng các nhu cầu giải trí. Việc bắt tay và làm quen với một chiếc máy tính bảng hay điện thoại thông minh sẽ có những khó khăn nhất định trong những ngày đầu. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, do độ nhanh nhạy và trí nhớ đều bị giảm sút. Tuy nhiên, hiện nay, các thiết bị ứng dụng cũng đang ngày càng được cải tiến, để bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể thao tác dễ dàng. Bác Phương, 70 tuổi, chia sẻ, hồi đầu cầm điện thoại thông minh còn bỡ ngỡ, chứ giờ tôi rành lắm rồi. Ở xa mấy đứa nhỏ, đến lúc cần nói chuyện thì tôi bấm gọi video, vừa nhanh, vừa được thấy hình tụi nó. Tôi thích trồng lan, mỗi khi cần tìm hiểu gì về lan là tôi mở video trên mạng coi, cái gì cũng có, thích lắm. 3. Theo đuổi những sở thích cá nhân. Như bác Phương là một ví dụ tiêu biểu cho những người cao tuổi sống một mình nhưng luôn vui vẻ nhờ có đam mê với hoa lan. Thời điểm nghỉ hưu chính là thời gian vàng để người cao tuổi bắt đầu thực hiện những đam mê của mình. Những sở thích thú vị như làm vườn, đọc sách, nghe nhạc, nuôi thú cưng không những giúp hoạt động thể chất của người già thêm phong phú mà tinh thần qua đó cũng được nhẹ nhàng, thoải mái. Đây cũng là những giải pháp dễ thực hiện, không tốn nhiều chi phí, không cần nhiều người tham gia, nên rất phù hợp với những người cao tuổi, yêu thích cuộc sống không phụ thuộc. 4. Biết giữ gìn sức khỏe bản thân.
Sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc tuổi già. Có thể thấy, việc tự mình chăm sóc sức khỏe không chỉ là cách đối xử tốt nhất với bản thân, mà còn là với gia đình, con cái và xã hội. Nếu có sức khỏe tốt, thì bạn sẽ giữ được thế chủ động trong cuộc sống, không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái, người thân. Hơn nữa, thể chất tốt cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Vì thế, khi đến độ tuổi 50, bạn cần quan tâm nhiều hơn đến tình trạng cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sa sút, kèm theo đó là những tiềm tàng bệnh tật lâu năm càng lộ diện rõ hơn, chẳng hạn như thói quen hút thuốc. Uống rượu ở nam giới trong thời gian dài là nguồn gốc cho các căn bệnh liên quan đến gan, phổi, thận. Người phụ nữ tình trạng suy giảm nội tiết tố do mãn kinh bắt đầu xuất hiện. Đó là lý do người lớn tuổi nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và ăn uống khoa học, đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết: đạm, bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người tuổi U50 nên cắt giảm các chất béo từ động vật để tránh tình trạng tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ cũng là việc rất cần thiết để tầm soát, phát hiện sớm các căn bệnh mãn tính. 5. Cải thiện sức khỏe tinh thần. Ngoài thể chất giảm sút, sức khỏe tinh thần ở độ tuổi ngũ tuần cũng cần được cải thiện. Bên cạnh cảm giác cô đơn, người già còn dễ cảm thấy chán nản, không tìm được động lực và niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Theo đó, các chuyên gia tâm lý khuyên người tuổi U50 nên tham gia các hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh, tìm hiểu một lĩnh vực mới, theo đuổi sở thích và đam mê có sẵn. Ngoài ra, người cao tuổi nên hạn chế đọc nhiều tin tức tiêu cực, thay vào đó nên xem những tin thưởng thức nhẹ nhàng. Quan trọng hơn, tạo thói quen tự tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ giúp tâm trạng người lớn tuổi thấy thoải mái hơn. Càng đơn giản, sự thỏa mãn với cuộc sống thì hạnh phúc tuổi già càng trở nên viên mãn. Nhờ đó, những nỗi buồn phiền, mối bận tâm không đáng có cũng được giảm tải đáng kể. Để làm được như thế, bạn nên tìm niềm vui khi tự do làm điều mình thích, cảm nhận từng khoảnh khắc gia đình sum vầy, tạo hy vọng cho những ngày mới sẽ đến. Bên cạnh đó, trò chuyện và chia sẻ với người thân, duy trì tình cảm gia đình gắn kết sẽ ươm mầm cho cảm giác bình yên cho tuổi già. 6. Duy trì kết nối bạn bè. Sau khi nghỉ hưu, vòng tròn quan hệ xã hội và bạn bè của người lớn tuổi dần hẹp lại. Nếu chỉ còn quanh làm việc nhà, thì người già phải rất cô đơn. Thực tế, người già rất sợ sự cô độc và neo đơn. Không chỉ vậy, nỗi cô đơn còn là mối hiểm họa, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, béo phì, trầm cảm, v.v. Ngoài ra, thiếu vắng bạn bè còn làm người già mắc chứng lo lắng và căng thẳng thường trực, làm chất lượng giấc ngủ kém đi, cũng như hình thành các thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc, rượu bia. Để ngăn chặn những nguy cơ bệnh tật kể trên, người lớn tuổi cần duy trì kết nối bạn bè bằng nhiều cách. Đơn cử là tham gia câu lạc bộ như dưỡng sinh, chơi nhạc cụ, hoạt động thiện nguyện du lịch cùng bạn bè để vừa vận động thể chất, chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, sử dụng mạng xã hội cũng giúp người lớn tuổi giữ liên lạc với người thân và bạn bè. Nhờ vậy, người già sẽ tìm được nhiều niềm vui, đồng thời cải thiện sức khỏe, thể chất đáng kể. Quý vị thân mến, ngày nay có rất nhiều người già ưu tiên lựa chọn cuộc sống riêng, không liên quan nhiều đến con cái. Mọi người quan niệm rằng ai cũng cần có không gian riêng tư và ở độ tuổi nào cũng cần tận hưởng tự do của riêng mình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lớn tuổi sống rất êm ấm bên con cái. Họ cảm thấy rất tự do và vui vẻ cùng các con. Dù cuộc chung sống nào cũng sẽ có những va chạm, vậy nên sẽ không có một công thức, một lời khuyên nào là đúng cho tất cả mọi người, và chỉ có thể lựa chọn trên thực tế đời sống và cả những biến động trong lòng mình. Sự thật là chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau trong tự do, vui vẻ. Đó là khi người này tôn trọng với sự lựa chọn và lý lẽ riêng của người kia. Hãy làm sao để tuổi già của mình thật thanh thản, nhẹ nhàng nhất quý vị nhé. Còn bây giờ, video đã đến hồi kết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.